Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món tép ram. Món tép ram vừa thơm ngon vừa bổ rẻ lại vô cùng bắt mắt, hứa hẹn sẽ làm cho bữa cơm gia đình mình thêm ngon và hấp dẫn hơn đó các bạn. Sáng nay mình đi chợ đó các bạn, thấy người ta bán tép tươi á, rất là ngon luôn. Và đây là tép xong nè, mình dùng mà nửa ký nha. Các bạn nhìn đây, nó rất là tươi luôn, các bạn nhìn nó nhảy lăn tăn nè. Tép này ăn rất là ngọt luôn đó các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, nó bò nè. Tép này nó còn tươi á, các bạn nhìn cái màu nó rất là trong nha. Thịt tép rất là trong luôn. Và tép này thì người ta làm được rất là nhiều món luôn đó các bạn. Và đây mình có chuẩn bị 2 cọng hành lá nè, rồi vài trái ớt, vài tép tỏi nữa. Phần đường thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh, một ít muối và một ít hạt nêm. Mình làm món tép ram thì mình không dùng nước mắm nha các bạn, bởi vì khi mà mình dùng nước mắm á, thì nó sẽ dễ bị khai lắm. Và nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đem tép đi rửa cho thật là sạch. Mình đổ nó vào trong cái thau, rồi xả nước vào. Tép này thì các bạn nên rửa cho kỹ kỹ nha. Mình vớt nó lên từ từ như thế này nè. Rồi mình cho nó ra ngoài cái rổ. Các bạn cứ vớt từ từ rồi mình cho ra ngoài cái rổ. Và mình rửa khoảng 2-3 lần nước như vậy đó, cho nó sạch. Các bạn nhìn những con tép nè, nó lội lội ở dưới nước á, nhìn rất là dễ thương luôn á. Rồi, tép thì mình đã rửa sạch xong rồi đấy các bạn. Bây giờ thì mình chỉ việc dỡ cái rổ lên cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ để cho tép thật là ráo nước luôn. Và cái phần tép này thì mình sẽ cắt rau nha các bạn. Thường thì có nhiều người ta ăn, người ta để luôn cái rau á. Nhưng mà ở nhà các bạn mà có em nhỏ hoặc là người lớn tuổi á, thì các bạn nên cắt rau như thế này. Thì khi ăn thì nó sẽ dễ hơn, cái rau nó sẽ không có bị đâm vô miệng mình á. Thì mình cắt như vậy nè các bạn. Rồi mình cho một cái tô. Cắt như vậy thì nó hơi lâu, nhưng mà mình ăn nó sẽ ngon miệng hơn đó. Ở nhà các bạn mà có nhiều người á, nhiều người ngồi cắt rất là nhanh luôn. Phần tép thì mình cũng đã cắt cái rau xong hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem rửa sạch lại với nước nha, để cho nó sạch mấy cái phần rau đó. Rửa sạch xong á, mình để vào trong cái rổ như thế này để cho nó rõ nước. Bây giờ thì mình sẽ đi băm phần tỏi thật là nhuyễn. Đến phần hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn. Phần ớt này thì các bạn chỉ cần gắt bỏ cái phần cùi là được. Mình cho vào vài trái ớt để nhìn cho nó đẹp đó. Bạn nào thích ăn cay thì các bạn có thể băm ớt nhuyễn cũng được nhé. Mình cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Và đợi dầu nóng lên thì mình sẽ cho phần tỏi băm nhuyễn vào. Rồi mình phi cho phần tỏi này thật là vàng thơm. Và phần tỏi cũng đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho tép vào nhé. Khi xào tép thì mình sẽ xào với lửa lớn để cho con tép nó không có bị ra nước. Mình xào cho con tép này á, nó chuyển sang cái màu đỏ rồi mình mới bắt đầu nêm gia vị nha. Các bạn đừng nên cho gia vị vào trước, nếu mình cho gia vị vào trước á thì nó sẽ bị ra nước á, thì con tép của mình ăn nó sẽ không có ngon nữa. Các bạn đảo đều lên như thế này. Wow, mình nghe mùi rất là thơm luôn á.
lúc này thì các bạn thấy những con tép của mình nè, nó đã chuyển sang cái màu đã đỏ hồng hồng rồi. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào nhé. Mình sẽ cho phần muối, hạt nêm và đường vào hết luôn. Rồi mình đảo đều lên, đảo đều cho gia vị tan ra. Lúc này thì những con tép có màu trắng trắng, hồng hồng. Nhưng mà khi một lát nữa đó, tép chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ cam, vừa đẹp vừa hấp dẫn hơn đó các bạn. Và cái phần gia vị mình xào nó cũng đã tan ra hết rồi đấy các bạn. Và các bạn có thể nêm nếm lại cái độ mặn mặn ngọt ngọt cho hợp khẩu vị ăn nha. Và mình sẽ xào khoảng 5 phút nữa rồi mình tắt bếp. Rất là thơm luôn á. Và phần tép cũng đã chín rồi nè các bạn. Và nó rất là thơm luôn, màu thì rất là bóng nè. Đây các bạn nhìn kỹ nha, rất đẹp luôn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ tắt bếp. Và mình sẽ cho hành lá vào luôn nha. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cho vào vài trái ớt nữa. Rồi bây giờ thì mình chỉ việc múc ra ngoài dĩa nè, rồi mình ăn với cơm trắng. Mình đã cho tép ra ngoài dĩa rồi. Mình có trang trí thêm vài cọng rau ngò nữa đấy các bạn. Đây, múc lên cho các bạn xem cận những con tép nè. Các bạn nào đói bụng chưa ta? Mình ăn với cơm trắng nha các bạn. Vị tép rất là đậm đà luôn nè. Mặn mặn ngọt ngọt. Và thịt tép thì ăn rất là ngọt luôn á. Rồi có mùi thơm của hành lá nè. Và đặc biệt mình ăn nó béo béo á các bạn. Bạn nào mà thích ăn con tép nó béo hơn á, các bạn có thể dùng mỡ á các bạn. Mỡ heo á, nó có tốt nữa. Ăn như vậy thì nó sẽ rất là béo luôn á. Và món tép rang cũng là một món ăn đặc sản của vùng quê đấy các bạn. Món ăn cực kỳ dân dã và bình dân luôn. Ở dưới quê thường á, các bạn hay đi đổ dớn á, thì được rất là nhiều tép luôn á. Và mình làm cái món này ăn với cơm trắng nha, rất là tốn cơm luôn. Hai món tép rang tỏi á, tuy là đơn giản nhưng mà hương vị lại rất là tinh tế nha. Thịt tép thì săn chắc, lớp vỏ cứng cứng giòn giòn, ăn rất là thích miệng và rất là ngon cơm luôn. Món này thì các bạn có thể ăn với cơm trắng không nè, hoặc là mình có thể ăn với một món canh nữa chẳng hạn. Các bạn hãy làm thử cái món này cho gia đình mình cùng nhau thưởng thức đi nha, rất là ngon đó. Và các bạn ơi, video làm món tép đồng rang tỏi của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nè, rồi ăn ngon miệng nha. Và nếu các bạn mà có yêu thích cái món tép rang của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món mực nhồi thịt rim nước dừa. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho thịt vào trong con mực này. Bây giờ mình nấu cũng được 15 phút rồi đấy các bạn. Lúc này thì phần nước nó đã cạn lại bớt rồi đó. Wow, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn đấy các bạn.